Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe thùng đông lạnh Hyundai HD 120 đời 2008, xe Hàn Quốc. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Thùng này thùng composite hai đáy nha anh em. Thùng đông lạnh, thùng dài 6m250, xe này đã hạ tải xuống còn 3 tấn 45 để anh em đi được tầng B2. Cầu xài xe đông lạnh 3 tấn rưỡi, liên hệ với mình số điện thoại 0939529686. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.